Hello cô thợ. Chào cô thợ. Hai Hoàng Ca tại 71 Hoàng Văn Thụ, phường 15, quận Phú Nhuận kính chào tất cả các chị em và cô dì chú bác nha. Hoàng Ca kính chúc tất cả mọi người thật là nhiều sức khỏe và bình an. Hôm nay Hoàng Ca sẽ lên một siêu phẩm, một siêu cọp cho anh chị em xem. Đây con xe Hoàng Ca mới vừa tháo dàn áo ra để quay ở bên trong cái vẻ đẹp bên trong lúc con xe chưa xì ba, chưa dọn, chưa rửa, chưa gì hết. Rồi là cái chất mộc, chất nguyên thủy của nó cho anh chị em xem. Để hơi nhiều khi con xe mà Hoàng Ca đã dọn rửa sạch sẽ rồi thì anh chị em không biết cái vẻ đẹp bên trong của nó như thế nào. Thấy không? Giờ thì Hoàng Ca quay một vòng cho anh chị em xem cái vẻ đẹp của nó và chất mộc của nó zin như thế nào nha. Và khi nào Hoàng Ca rửa xong sạch sẽ, Hoàng Ca quay lại và hoàn thiện quay lại cho anh chị em xem cái nữa. Cô thợ ơi. Ủa, làm giùm mở hai đó ra với cái thùng giùm mấy cô thợ. Đây. À, con xe này là SH ý nhập số máy 105 đầu nha anh em. 105 đầu, xe đăng ký 2016, năm sản xuất của nó là của 2010 đầu 2011. Xe này là trao chưa mở, đầu chưa rớt, hoàn toàn 100% ha. Mâm lốc sơn gì tất cả hoàn toàn rin 100% hết từng con ốc. Dỡ cái thùng này ra giùm mấy cái cô thợ. 100% luôn, từng con ốc chưa có rửa bụi bặm của nó ở bên trong đây. Đây, cục máy, nắp chao của nó như thế này. À, nhiều khi cái điện thoại quay như vậy thì anh chị em nhiều khi xem nó chưa có đẹp như ở bên ngoài đâu ha. Bụi bặm dơ nè, theo năm tháng nè, tem ok còn nè, 10 năm rồi. Sạc zin theo xe nè. Đó. Ốc tán cổ nè anh chị em xem. À, gọi là một siêu cọp. Cọp này là nó giữ hơn cọp này rất là nhiều. Cọp này chứ không có cửa đâu. Thấy không? Cọp đó nuôi hoài nên đó. Anh chị em xem. Phải nói là một siêu phẩm, một siêu chất, hoàn toàn 100%. Anh chị em đến mà tận mắt nhìn thì nó đẹp hơn rất là nhiều nha. Trong điện thoại quay nhiều khi app nó không có đúng cái vẻ đẹp chất của nó ha. Ở bên ngoài nó đẹp hơn. Giống như cô thợ vậy nè, ở ngoài nó sẽ đẹp hơn, ở bên trong hình là 100% luôn á anh chị em. Thật sự là vậy. Không, cô thợ tháo này ra nè, thấy không? Đây nói rồi. Xe này trao chưa mở, đầu nồi chưa rớt, hoàn toàn 100%. Từng con ốc cổ, nắp chao, những ốc lúp ben bơm nước nó còn đẹp nguyên thủy như thế này đây. Anh chị em nào mà có đam mê dòng SH ký nhập này thì xem những cái clip mà của Hoàng Ca hay có nói cái đường link qua đó bên YouTube thì anh chị em xem nó sẽ cặn kẽ hơn. Coi cái bô nó đen thùi lui luôn. Cục mô bin sườn, anh chị em đi mua xe nhìn cục mô bin sườn phải nó trắng như tinh khôi vậy nó mới đẹp nè. Đồ xi 100% nè, vỏ viết gì theo xe nè, ốc bánh này chưa mở ra hoàn toàn 100% luôn, anh chị em thấy không? Ốc bánh chưa mở luôn. À, bởi vì mình Hoàng Ca mới nói là một siêu phẩm và một siêu cọp. Mở xong cho cô thợ đứng đó lại. Hả? Hết giờ, chào mọi người.